cho nó cái trái bình bát. Trời ơi, cho nay cả tuần lễ rồi, nó giờ nó chín quá trời luôn. Bữa nay tranh thủ ăn một trái, ăn một miếng nè, một trái ngồi lâu quá thôi. Rồi bắt đầu ha, bỏ đường vô, không bỏ đá, sang bỏ lạnh rồi, bỏ đường rồi giờ dầm thôi ăn. Có trái mãng cầu nè, có trái bình bát nè, trái nhỏ nhỏ cắt cho làm đôi nè. Còn một bịch bơ pani hai trái nữa đó. Ăn không nữa, ăn cái tuổi thơ, ăn công nhận thơm mùi bình bát ghê luôn á. Ăn mà ngồi lấy họ có lâu dễ sợ, ngồi mà ăn thơm, ăn thích ngon ghê. Ăn mà ngồi ngắm biển, ăn sáng ăn bình bát ngồi lấy hộp lâu dễ sợ chưa. Ngồi ôi nó thơm, nó ăn cái chai mãng cầu thì nó thơm hơn mãng cầu. Còn bình bát này ăn lâu lắm rồi đó, nay mười mấy 20 năm rồi mới ăn được trái bình bát này, nó thơm gì đâu. Con trái mãng cầu mà lát xử mày luôn, rồi xử mày luôn nha. Đùa, ăn cái kia nó tách hộp có lâu quá thôi. Có trái mãng cầu thử mày luôn. Rồi hai cái món này á, bình bát này thơm bỏ đường không, còn trái mãng cầu nó còn chưa ngọt lắm nha. Đó, cắn một cái trái mãng cầu này nó chưa có chín lắm, con ngọt vị chua chua, nó như ngọt mà ngọt cung chua chua. Ăn trên nó thơm đã chưa, ăn bữa giờ được hai trái mãng cầu. Ăn lại con trái một chút trái không mà, chứ không được ăn nhiều, ăn nhiều trời nghe không có thiệt thời gian mà ăn luôn á, nhiều quá luôn. Một ly bình bát ăn chừng dài muỗng thôi. Sáng trưa ăn sáng, ngồi ăn trái cây, tranh thủ ăn trái cây ăn trưa nay bay rồi, tranh thủ 12 giờ bay rồi, giờ tranh thủ ngồi ăn một miếng. Mẹ mới mua bịch nước dừa nước á, lát bỏ đá vô đem theo ăn cho nó mát mát chút. Mẹ mới đi chợ về mẹ mới mua bịch dừa nước. Mắng cầu sắp sửa ngang, no ngán rồi, ăn trong miếng thôi. Bỏ ngon ghê. Rồi thôi, trời ơi cái trái gì đây, trời ơi trái gì đây, trái dưa hấu tí hon. Rồi em cần có trái này, mấy chị nào có cái hạt giống này em muốn mua cái hạt giống này. Đây con nhỏ cháu nó cắt ra ăn, nó sao không ăn cho trái gì nhỏ xíu rồi cô hai, nó trái gì dưa hấu. Nó học nó đang ăn hết một trái rồi. Giờ này trái dưa hấu nhỏ này nó không có ngọt lắm, nó còn chua, cái dưa hấu này nó không có ngọt lắm. Ăn cắn vô nó chơi nó cũng hay, sao trái này nó mềm quá nè, cũng ngọt mà nói chung là không có ngọt lắm. Thôi kệ, mà thích cái trái chồng đó, em thích cái dưa hấu này nè. Mấy chị nào có ai có cái hạt này bán giống vậy á, em mua nha. Vậy em cần cái giống nhỏ cân, dưa hấu nhỏ xíu này nè, không xíu cưng đã không, thương dễ sợ chưa. Giờ nhỏ cháu nó cắt ra rồi, đây là một trái của nó.